Chào các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu bác một cái bếp 2 trong 1. Cái bếp này là của Yoshi các bác nhá. Yoshi sản xuất nhà máy China. Đây, 2007 các bác nhá, made in China. Đấy. Thì cái bếp này nó có một cái khay làm bánh khọt. Thì bên Nhật thì người ta hay làm cơm. Đấy, món cơm. Bác có để ý trên Nhật Bản, bên Nhật Bản hay làm món cơm, cơm nấm nhỏ nhỏ bỏ đây này. Thì về mình làm nướng bánh khọt thì thực sự các bác rất là ngon nhá. Khay là rất là dày. Đấy, 2 4 6. 6 x 5 là 30. Đấy, được 30 chiếc bánh cơ. Đổ cho số lượng người khoảng 5 6 người ăn cùng một lúc nhá. Đấy. Một lần nó đổ phát là được 30 cái mà rất là nhanh. Cứ làm nóng cái khay lên nóng hết cỡ luôn. Bắt đầu thả bột vào, gia vị vào. Đây cái mặt sau của nó nhá. Thì nó để lâu nó ẩm. Đấy thì nó có cái màu như thế này. Chứ không vấn đề gì, cái khay này mình nhôm đặc nhá, đúc nguyên khối luôn. Đó, nó rất là nặng, nó dày, bởi vậy khi mà nó làm bánh nó rất là tốt nhá. Thì nó mỏng thì nó sẽ mất nhiệt nhanh. Đấy, nhưng mà nó có dày nó sẽ giữ nhiệt rất là lâu. Nướng bánh rất là ngon, giòn, ngon lắm. Đặc biệt là ăn nóng ấy, các bác có thể ăn trực tiếp trên này luôn. Ăn xong bắt đầu mình đổ tiếp vào, ăn xong đổ tiếp vào, rất là tiện. Số lượng ăn được rất là nhiều người nhá. Đấy. Đây là một cái khay nữa, là một khay nướng của nó nhá. Đấy, một khay nướng. Khay nướng này nó là khay nướng hở. Đấy, rất là hay. Đấy. Những cái loại này nó cũng rất là ít. Ít bếp có. Tháo cái này ra, nhấc cái lên nhé các bác nhé. Đấy, phía dưới của nó đây. Đấy, còn rất là mới nhá, đẹp. Bên đây của nó đây. Đấy, bên này thì nó có dính một tí dầu mỡ này. Đây, đấy, một tí dầu mỡ đây. Cái đó không vấn đề gì các bác nhá. À, nó có một cái hứng mỡ ở dưới nhá. Quên mất không giới thiệu các bác cái hứng mỡ. Đây khay hứng mỡ của nó đây các bác nhá. Đấy. Đây là cái thanh nhiệt của nó. Cái này tháo rời, tất cả đều tháo rời ra được như này nhé, để khi mình vệ sinh rất là thuận tiện. Thì Nhật nó thiết kế lúc nào nó cũng tính trước tính sau, tính rất là kỹ luôn các bác nhá. Bất cứ một cái bếp nào của nó cũng vậy. Đấy. Đây các bác để vào. Đấy, thả xuống. Đấy. Thì bên đây thì mình sẽ bỏ cái khay này vào. Đây là mặt sau của nó. Đấy. Nó có lướng rồi nhưng mà nó còn rất là mới nhá, còn mới đó. Các bác nhìn kỹ, nó còn rất là đẹp. Đó, nó nướng hở như thế này nhá. Nên là nó nhiệt nó mô phỏng giống như là một cái bếp bếp than đó, kiểu như vậy. Này. Đấy, bằng điện này thì cái khâu chuẩn bị thì nó nhanh hơn bằng than ít nhất là một gấp đôi các bác nhá. Đấy nên nó là ít nhất thôi. Đấy, còn có thể hơn nữa cơ. Tại vì là cái này bác nướng xong bác chỉ lau chùi sạch sẽ cất. Còn than bác phải rội nửa, rội khói các thứ để cho nó tắt, bắt đầu đổ bỏ. Và công mà gióm nửa than lên thì nó sẽ nhiều khi em nghĩ phải gấp 3 lần so với cái này. Cái này từ khi nướng đến từ khi lúc bắt đầu bật bếp đến lúc mà thịt để chín để ăn chỉ khoảng 15 phút quay về thôi các bác nhá. Đấy, cái này bác nó lên 250 độ C thì bác sẽ tăng, khi bác bật bếp bác bật hết maximum 250 độ C cho em. Đấy, nó chỉ nóng trong vòng khoảng 5 phút thôi hoặc là 4 phút thôi là bác sờ trên này bác cảm thấy nó nóng rán lên. Đấy, thì bắt đầu bác bỏ thịt lên đây bác nướng. Đấy, thì con này cũng có một cái hay nữa là nó có thêm một cái khay này nữa. Cái khay này còn mới này, khay này còn rất đẹp nhá, khay này gần như là chưa sử dụng. Đấy, thì nó còn cái xốp nữa để như này, cái túi bóng em vứt bỏ rồi. Đây này, đấy, cái khay này này. Đấy, cái khay này của nó chẳng hạn như là nó có một cái tính toán. Đây là một khay nguyên như thế này đúng không các bác? Đấy, nguyên là nó như thế này. Khi mà các bác nướng thịt chín rồi thì bác có thể thay thế. Đấy, chín được nhiều rồi ấy, thì bác có thể lần đầu tiên bác nướng đúng không? Mẻ đầu tiên thì là nó nướng hết cả nguyên khay này luôn. Sau là chín rồi bác sẽ bỏ cái khay này lên. Đấy, nhấc cái khay này lên. Cái này tháo rời lên này, các bác nhìn thấy, thấy chưa? Thì mình sẽ bỏ cái này vào. Đấy. Đồ ăn mình có thể bỏ qua đây. Đấy, rất là tiện. Hoặc là cái này nó có một thêm nữa là nó để xào. Đấy. Xào những cái ít ấy. Đấy, đấy là mình lý do nó sẽ có thêm cái này. Mình có hai cái chức năng để cho mình lựa chọn. Đấy, để sử dụng. Đấy, rất là hay. Còn đây là cái vung của nó bác nhá. Vung ở đậy như thế này. Đậy thì dùng trong bánh như thế này thôi, bánh khọt hay gì đó thôi. Chứ dùng chức năng nướng thì không cần đậy nhá. Đấy, các bác nhìn, đấy, rất nóng lên rồi nhá. Không sợ bỏng tay các bác. Đấy. Điện 100V các bác nhá. Đấy, cũng như một cái bếp than thôi. Thì hiện tại nó chỉ là 2 trong 1. Thì em bán cái này cho các bác
là giá của nó là 1.400.000 các bác nhá, 2 trong 1 nhá, lưu ý cho em. Và cái khay của nó đúng ra nó là 3 trong 1 cơ, nhưng mà cái này thì nó cũ cũ rồi. Đấy, nó cũ cũ rồi thì em bỏ. Đấy, em bỏ nó ra thì cả nó mất cái quai đây rồi. Đấy, chứ còn cái này thì nó vẫn dùng được. Bác lấy thì em sẽ bỏ vào, còn không đấy thì thôi, tại vì cái khay này này khay chiên xiết các thứ, xào xiết các thứ. À, ok nhá, 1.400.000 chuyển khoản em báo ship các bác nhá. Đấy, nó còn rất là đẹp nhá. Chỉ lấy gần lấy hai cái này là ok rồi. Khay lướng này rất là tuyệt vời. Bác nướng mà điện này tôi tiết kiệm một nướng bằng than rất là nhiều lần nhá. Một lần bác nướng điện này 1 tiếng đúng không? 1.400W đi. Cái này là thường thường 1.300 hoặc là 1.350, cho là em cho là 1.400W 1 tiếng thì hơn 1 ký điện. Hơn 1 ký điện bây giờ chỉ khoảng 3-4.000 tiền điện thôi. Còn nếu mà bác nướng bằng than, tối thiểu bác nướng 1 tiếng đồng hồ ít nhất bác phải mất 20.000 tiền than. Và công bác cái công của bác để nướng than nó rất là lâu và rất ảnh hưởng đến hàng xóm nữa. Nhiều khi đang nướng ở không gian rộng thì không sao, mà nướng ở không gian chật hẹp thì nó rất là khói. Đấy, thành phố thì không nướng được, mà cái này bác có thể ngồi vừa ăn vừa nướng trong nhà được nhá. Tại vì cái khói của cái này, nếu mà nó có khói, nó chỉ là khói của thịt, đấy, mỡ nó chảy xuống thôi. Còn cái than kia nó khói nó của CO2, nói chung là các khí rất là độc của than nó bay lên, cộng thêm cả khói thịt nó xuống, bắt đầu nó sẽ cuộn lại nó bay lên, nó rất là khói, khói hết cả nhà luôn, rất là khó chịu. Đấy, thì các bác cân nhắc nhé. Cái này là Nhật, tại sao nó dùng những cái này rất là nhiều, sức khỏe của nó là quan trọng nhất, nên là các bác để ý những cái đồ mà Nhật người ta sử dụng đó, lúc nào cũng an toàn cho sức khỏe rất là cao các bác nhé. Đặc biệt là các bác lên tìm hiểu thêm về văn hóa của người Nhật, những cái đồ của người ta thì những cái hiện đại người ta, tinh túy của người ta thì bây giờ mình chưa có điều kiện thì mình có thể xài những cái mà người ta xài rồi. Đấy, còn mới những cái này bên Nhật thì giá nó rất là cao các bác nhé. Tiền vận chuyển nó về thôi nó đủ chết rồi, là bằng cái tiền em bán đầy các bác nhé. Tại vì những cái giá chảo này nó nặng lắm, toàn 7-8 ký, chục ký, 12 ký một bộ, nên là tiền ship nó về đã đủ chết rồi các bác nhé. Rồi ok các bác nhé, 1.400.000.